Mở nhanh nha, chứ để mở 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 trước 5 giây á, mở sau 5 giây nó không cho mở đâu. Rồi, sắp nào. Ui trời ơi, tôi được cái bản vẽ luôn. Chúng ta tiến hành hôm nay chúng ta bắt chuột đồng hay chuột dừa đây? Đang mon ha, hai đứa đi trước đi, lấy ăn mon nó ra nó đi, nại rượu nó đang giải đố mà ghê chứ. Còn mon rượu nó đang giải đố rồi. Ôi ông nào chấm kìa. Ôi làm thấy ghê quá, anh không dám kêu toàn luôn em à. Gió ngược nữa cơ. Ôi, này đam ngon nhỉ. Này đam ngon rồi, coi chừng có chuột nha anh em. Hôm nay có mồi có chuột nha em. Ở chuột có slot rồi, sao mà đi chung được. Một cam cộng 3 hả? Ghê rồi. Có tôi chắc á. Nâng cả cam cộng 3 luôn. Hello Jim. Nay chúng ta săn chuột ra được cái ôm gì không? Hôm qua đi vẫn còn cái cú. Hồi máu rồi chứ. Giỏi. Con boss. Chưa có nổ à? À, quên đem cái con lộ trư rồi. Tại đất đem trục giới vô kích nổ nha. Thế giờ không có lời chào qua đồ sống không nổi luôn. Nghe mà khiếp sợ. Chết không? Nửa cây rồi. Rồi đó nó háo chiến quá mà. Ôi con ngụ này cuối cùng cũng chết rồi, bắn này giờ mới chết. Ra hai con giống qua bán nhà hả? Khoan để rượu, lát vô rượu tụi nó coi. Lát vô rượu tụi nó coi. Ủa kích nộ anh chi. Để lát đem con thiên bồng vô kích nộ bắn nhanh nhanh. Chết gì mà dễ gì chết mà lụm. Dẫn hoài như tôi mạnh lắm vậy. Lụm đi. Ủa? Ôi bắn không chết mà lại phi tiêu chết mới ghê chứ. Căng thiệt. Có kèo rồi, có mấy bạn này hẹn kèo trước rồi. Kèo này đi lật là 3 tấm không đấy.
Chơi thì phải chơi từ ban đầu luôn chứ hôm qua chơi tới 4 5 lượt sau mới lật. Lật 38 lật từ ban đầu luôn. Khô máu, nè quyết chơi khô máu. Ờ, chưa đi à nào luôn hơi chết dở rồi. Sáng ồ chiều chiều em có ráng đi lâu đài tiết. Còn ta kim cương hả? Chiều ráng đi lâu đài tiết cũng không mở được gì hết, còn tốn hết ca. Giờ là còn kim cương đủ đúng không? Còn thì chơi. Mở nhanh nha, chứ để mở 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 trước 5 giây á, mở sau 5 giây nó không cho mở đâu. Rồi, sắp nào. Ui trời ơi, tôi được cái bản vẽ luôn. Tới công chuyện. Leo độ là đây mà. Leo độ bản vẽ hủy diệt luôn 30k kim cương. Ui là trời. Ui là trời. Chết. Cái này không ra chuột chết. Mới tầng đầu luôn em à, tầng đầu tiên luôn mở ra nguyên cái bản vẽ hủy diệt luôn. Trời ơi, sướng thật, sướng kinh hồn luôn.